Không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bình Thân đang rộn ràng trên từng con phố, trong từng ngôi nhà và trên bước chân của mỗi người. Tết đến xuân sang là dịp để thể hiện lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên qua rất nhiều phong tục đa dạng phong phú, mang đậm đà bản sắc văn hóa. Đặc biệt là phong tục gói bánh chưng ngày Tết. Hình ảnh cả gia đình quây quần bên nồi bánh chưng đã ăn sâu vào trong ký ức của mỗi người. Ngày nay, nhiều hộ gia đình không có thời gian để tự gói bánh chưng vào các dịp Tết. Bởi vậy, họ tìm đến các điểm dịch vụ gói bánh chưng. Thời điểm càng gần Tết Nguyên đán chính là thời điểm thị trường bánh chưng Tết vào vụ. Không khí sôi động tại một số điểm gói bánh chưng dịch vụ tại thành phố Vĩnh Yên sẽ được phản ánh trong trang địa phương phát sóng lúc 20 giờ 50 phút ngày 2 tháng 2. Mùa xuân đang về trên dãy núi Tam Đảo, trong từng ngôi nhà của đồng bào dân tộc Sán Dìu, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo. Tết cổ truyền của người Sán Dìu ngày nay đã khác xưa nhiều do đời sống vật chất tinh thần của đồng bào đã được cải thiện. Khi cái đói cái nghèo không còn là nỗi lo thường trực của người dân nữa, thì cái Tết càng trở nên vui tươi, ấm áp hơn. Điều này cũng được là nhờ sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một số phong tục ngày Tết của bà con Sán Dìu trong trang địa phương phát sóng lúc 20 giờ 50 phút ngày 2 tháng 2. Tết là dịp để gia đình quây quần đoàn tụ bên nhau sau một năm làm việc vất vả. Với người Việt Nam, Tết Nguyên đán là ngày lễ lớn nhất trong năm và những phong tục cổ truyền được thể hiện rõ nhất trong những ngày Tết. Trang địa phương phát sóng lúc 20 giờ 50 phút ngày 2 tháng 2 sẽ hòa nhịp cùng người dân huyện Đập Thạch chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc với nồi bánh chưng xanh, những chiếc phong bao lì xì hay cái bắt tay ấm áp tình người.